Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Thị xã Ba Đồn quyết tâm giữ vững vùng xanh trong phòng chống dịch COVID-19. Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua 12 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 thời gian qua. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiện nay, bên cạnh việc chăm sóc điều trị cho người bệnh trong và ngoài tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới còn được giao nhiệm vụ là cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 3. Hiện khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện đang điều trị 22 bệnh nhân. Trong đó có 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực. Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh cũng như các nhà tài trợ, các trang thiết bị phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện đã được trang cấp cơ bản. Về nhân lực, bệnh viện đã điều động các y bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn cao ở các khoa để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân được bệnh viện chủ trọng triển khai gắn với các biện pháp phòng chống dịch, bố trí cả khu vực điều trị khoa học. Bệnh viện đã tiến hành các giải pháp để đảm bảo an toàn cho các khoa phòng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh, hiện quy mô bệnh viện 3 cấp của tỉnh là 1.200 giường bệnh, đang điều trị 945 ca, 266 ca đã khỏi bệnh và ra viện. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, với sự bố trí lực lượng cán bộ y tế phù hợp, chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19 của Quảng Bình cơ bản đáp ứng tốt trước tình hình số ca bệnh COVID-19 tăng, đặc biệt là chất lượng điều trị tuyến cấp 3. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tiếp tục khắc phục khó khăn, theo dõi, làm tốt việc phân tầng, đảm bảo chuyển bệnh nhân đúng tuyến để nâng cao hiệu quả điều trị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như trong việc phối hợp điều trị bệnh nhân COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, cùng với việc xây dựng bệnh viện 3 cấp, khẩn trương truy vết, tiếp nhận, phân luồng điều trị bệnh nhân. Dù số lượng bệnh nhân tăng nhanh, nhưng cơ bản Quảng Bình đã chủ động trước mọi tình huống. Trong những kết quả chung của tỉnh, có đóng góp quan trọng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và hệ thống các bệnh viện cấp 1, cấp 2. Quá trình điều trị, đến nay số lượng bệnh nhân chuyển biến nặng rất ít do việc tiếp cận hỗ trợ bệnh nhân từ cấp 1 đã được làm tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cũng như đội ngũ y bác sĩ tại cả cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, quan tâm chăm lo chu đáo cho bệnh nhân, chủ động chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân cấp 1, tập trung cao độ hỗ trợ bệnh nhân cấp 2 để hạn chế chuyển tuyến và đẩy nhanh thời gian điều trị. Quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cũng cần tích cực phối hợp, chia sẻ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng trong khám điều trị bệnh nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định về trang thiết bị khám chữa bệnh và cả chế độ cho cán bộ y bác sĩ, nhân viên tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa, giúp đội ngũ yên tâm chống dịch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Y tế các bệnh viện tiếp tục tham mưu cho tỉnh, cũng như kịp thời đề xuất để xử lý những vấn đề mới phát sinh, chung sức cùng Quảng Bình chống dịch hiệu quả. Dịp này, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã tiếp nhận 5 máy thở trong số 10 máy thở do tập đoàn Vingroup tài trợ với tổng trị giá 13 tỷ đồng. Đây là máy thở hiện đại có thể sử dụng rất hiệu quả trong điều trị F0 diễn biến nặng và dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu nói chung. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cũng được trao tặng 5 máy, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của doanh nghiệp đối với tỉnh, góp phần giúp Quảng Bình phòng chống dịch hiệu quả. Cùng với 10 máy thở trao trong dịp này, trước đó tập đoàn Vingroup đã tài trợ 200.000 test nhanh. Tổng trị giá các trang thiết bị mà tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Quảng Bình từ tháng 6 đến nay là gần 40 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc điều chỉnh các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Cụ thể, kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu áp dụng thực hiện chỉ thị số 15 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy từ 0 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021, địa bàn xã Quảng Châu và thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tung, huyện Quảng Trạch từ 10 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch căn cứ quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quyết định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Và quyết định tại quyết định này để chủ động quyết định bổ sung các quyết định về biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Qua thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với sự vào cuộc tích cực của cả cấp ủy chính quyền địa phương, tình hình đời sống của người dân tại các địa bàn phong tỏa được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương thực hiện nghiêm túc, người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Các trường hợp liên quan đến dịch tễ đã được xét nghiệm theo đúng quy định. Mặc dù đã điều chỉnh các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, các địa phương cần tiếp tục giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của ngành y tế, chủ động theo dõi sức khỏe để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Từ ngày 11 tháng 9, huyện Bố Trạch đã bắt đầu triển khai chiến dịch thần tốc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trên toàn địa bàn. Với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên của Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế 28 xã thị trấn và các trường học, cơ sở đoàn trên địa bàn, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ người dân của 25 trên 28 xã thị trấn. Riêng đối với ba địa phương Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch sẽ lấy mẫu một người trong một gia đình. Với chiến dịch này, huyện Bố Trạch phấn đấu đến hết ngày 15 tháng 9 sẽ lấy được 125.000 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên toàn địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì xã Ba Đồn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn với tinh thần giữ vững vùng xanh trong phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, thì xã Ba Đồn vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù trên địa bàn chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn đang được triển khai rất nghiêm túc. Thị xã đã thành lập 13 chốt kiểm soát dịch nằm trên các tuyến đường giáp ranh với các địa phương khác nhằm thực hiện kiểm tra kiểm soát người và phương tiện giao thông ra vào địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy các cấp thành lập cái chốt kiểm dịch tại điểm Bắc Cầu Danh, lực lượng bảo vệ chốt là luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo 24 giờ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với chính quyền nhân dân giữ vững cái vùng xanh của thị xã Ba Đồn. Phát huy vai trò là những cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch. Những ngày qua, các y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các tổ COVID cộng đồng cũng đã phát huy vai trò trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đến thời điểm này thì hiện tại thị xã Ba Đồn vẫn là địa điểm an toàn. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất an tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp lãnh đạo và chính quyền thị xã Ba Đồn. Vì vậy, chúng tôi cũng không chủ quan, lơ là, luôn là ở nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm quy định 5K. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thị xã cũng đã ủng hộ nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, kịp thời hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu và cả công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thị xã. Thực hiện tốt các phòng chống dịch của đơn vị thì đơn vị cũng luôn luôn quan tâm tới là quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID. Thì từ đầu năm 2021 đến tại thời điểm hiện tại là ban lãnh đạo đơn vị đã huy động từ 3.000 lương của cán bộ công nhân viên chức đóng góp và chuyển lên là quỹ phòng chống COVID của hệ thống đơn vị là 78 triệu. Số tiền còn lại đơn vị thực hiện đóng góp trên địa bàn thông qua tổ chức mặt trận thị xã. Hiện nay cả hệ thống chính trị và toàn dân thị xã Ba Đồn đang nỗ lực hết sức quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên tinh thần là không chủ quan lơ là và đặc biệt là quyết tâm giữ được cái vùng xanh trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Trước mắt là tập trung thực hiện tốt các việc kiểm soát tại các chốt để ngăn chặn, ngăn ngừa cái nguy cơ dịch bệnh từ ngoài vào địa bàn thị xã.
Đương nhiên cái việc tập chốt là để ngăn chặn những người đi từ vùng dịch đang thực hiện chỉ thị 16 vào địa bàn thị xã, chứ không phải thành lập chốt để rồi là ngăn sông cấm chợ. Thị xã đang còn tập trung tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối với các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn, và tiến tới sẽ xét nghiệm trên diện rộng trong cộng đồng khu dân cư trên bàn thị xã. Đồng thời là tiếp tục tổ chức tiêm vaccine ngay khi được cấp trên phân bổ vaccine về cho địa bàn thị xã. Song song với đó thì thị xã cũng luôn duy trì cái trạng thái chủ động các cái phương án kịch bản để kịp thời ứng phó với các cái tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn theo các cấp độ. Với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một lá chắn xanh, mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch, cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Công an huyện Bố Trạch, công an xã Đức Trạch vừa phối hợp với đồn biên phòng Lý Hoa phát hiện bắt giữ đối tượng di chuyển trái phép bằng đường biển vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 12 tháng 9, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng công an huyện Bố Trạch, công an xã Đức Trạch phối hợp với đồn biên phòng Lý Hoa đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng đang chạy thuyền máy bằng đường biển từ cảng Danh, xã Thanh Trạch về xã Đức Trạch, gồm Nguyễn Huy Hiểu, sinh năm 1995, Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1981, đều trú tại thôn Nam Đức, Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1980, Nguyễn Ngọc Đăng, sinh năm 1968, Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 2000, Nguyễn Anh Văn, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1983, đều trú tại thôn Thường Đức, xã Đức Trạch. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành test nhanh COVID-19 cho các đối tượng và bước đầu xác định 7 đối tượng đều có kết quả âm tính với COVID-19. Đồng thời tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Để chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồn biên phòng Sa Mai, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa đã triển khai một số hoạt động thiết thực. Cụ thể, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Mai đã trao hỗ trợ lương thực thực phẩm cho bếp ăn tại hai khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Số tiền mua thực phẩm được quyên góp từ cán bộ chiến sĩ tại đồn nhằm chung tay hỗ trợ địa phương và người dân trong khu vực cách ly tập trung yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực biên giới, đồn biên phòng Sa Mai cũng đã cử 20 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phụ trách. Hôm qua ngày 12 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 từ các nhà hảo tâm. Cụ thể, nhóm các bạn là người dân Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Võ Thị Tổ Uyên, Phạm Thị Hải Bình, Lê Trọng Tài đã ủng hộ 2 tủ an toàn sinh học cấp 2 cho CDC Quảng Bình, 100.000 que tăm lấy mẫu gộp, 2.000 viên thuốc chống đông của hãng Stella với tổng trị giá 700 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, CDC Quảng Bình đã tiến hành lắp đặt để kịp thời đưa vào sử dụng. Việc hỗ trợ tủ an toàn sinh học có ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, góp phần chung tay cùng cả tỉnh kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Đây là lần thứ hai nhóm này hỗ trợ Quảng Bình công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, nhóm đã ủng hộ Quảng Bình 350.000 khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn và 10.000 khẩu trang N95 cho bác sĩ tuyến đầu chống dịch với trị giá 300 triệu đồng. Hỗ trợ cho ngành y tế mượn 35 máy tạo oxy 7L chăm sóc bệnh nhân cấp 1. Hôm qua ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí đại tá Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp kiểm tra kế hoạch, phương án điều động, bố trí lực lượng, phương tiện và công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua kiểm tra, đại tá Lê Văn Vĩ ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh trước mùa mưa bão. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổ công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn, làm tổ công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống thiên tai và kỹ năng để tự cứu mình và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn. Cả cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm 11 tháng 9, địa bàn thành phố Đồng Hới xảy ra mưa lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù đã có sự chuẩn bị và có các phương án để chủ động ứng phó với các điều kiện bất lợi của thời tiết,
nhưng trong đêm 11 tháng 9, mưa lớn xảy ra đã khiến nước ngập vào các lều bạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải rất vất vả để sắp xếp thu dọn lại các vật dụng, đồ dùng, thiết bị điện để tránh bị ướt, hư hỏng. Nhiều chốt bị ngập nước sâu từ 10 đến 20 cm. Cán bộ chiến sĩ phải di chuyển lên cảng xe để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn bố trí lực lượng trực để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Dưới cơn mưa tầm tã, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng chốt kiểm soát cũng hết sức vất vả để thực hiện việc kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết của người dân theo quy định. Mưa to gió lớn nhưng mà anh em ở trong chốt là đều hỗ trợ và cố gắng người một tay là giữ cái bạt cái chỗ ăn chỗ ở cho anh em, không để điều kiện mưa gió ảnh hưởng đến cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rồi là kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào và các phương tiện thì anh em đều đảm bảo kiểm tra kỹ giấy tờ, là không để các người dân lợi dụng thời tiết để mà lọt ra ngoài cái vùng dịch, không khí không có cái giấy đi đường. Mặc dù trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn, tuy nhiên tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch vẫn duy trì quân số đảm bảo 100%, thường trực 24/24 giờ để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để kiên trì bám chốt. Mưa to thì nó thứ nhất là anh em đi ra đi vào nó rất là ướt, rồi là nó khuất tầm nhìn để mình có thể xác định được xe của các cái phương tiện thuộc ưu tiên hay là người có thể có cái hành vi qua lại chốt là thông chốt. Anh em thì vẫn cứ đồng lòng khắc phục khó khăn, kiểm tra các cái giấy nẻo của nhà bạt, củng cố lại bám chốt để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai và dịch bệnh là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống và đe dọa tính mạng tài sản của người dân. Và tại Quảng Bình thì mưa to kèm theo gió lớn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên là lá cờ tổ quốc ở các cái chốt kiểm soát này vẫn đang tung bay, và minh chứng rõ ràng nhất đó là các cán bộ chiến sĩ cũng như là những người thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo để mà kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh. Không chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch gặp khó khăn, mưa lớn cũng đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường, trụ sở của các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị tuyến đầu chống dịch như CDC Quảng Bình. Nước mưa đã tràn vào khu vực đặt các máy móc thiết bị y tế, đặc biệt là nơi có hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR, khiến cho các nhân viên y tế vừa phải nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải sắp xếp máy móc, vật dụng để tránh bị hư hỏng nhằm đảm bảo tiến độ công việc được giao. Công an huyện Bố Trạch vừa huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ và 2 xe ô tô tải để tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch hơn 7 hectare sắn. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ công an huyện Bố Trạch đã không quản ngại khó khăn vất vả cùng người dân thu hoạch hàng tấn sắn để đưa đi tiêu thụ, qua đó góp phần giảm bớt thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra. Để ổn định phát triển chăn nuôi trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19, huyện Minh Hóa đã triển khai đồng bộ cả giải pháp để đảm bảo chăn nuôi an toàn, hiệu quả, đủ nguồn cung thực phẩm trên địa bàn. Huyện Minh Hóa đã tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm vật nuôi chủ lực phù hợp với thực tế của từng địa phương, tăng cường hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, có kiểm soát và sản xuất theo chuỗi liên kết, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh châu đàn vật nuôi, truyền thông để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, trong đó có sản xuất nông nghiệp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp và bà con. Gia đình ông Nguyễn Văn Thao ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh thả nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích trên 1 hectare. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên khó khăn trong việc tiêu thụ, được sự hỗ trợ kết nối của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và chính quyền địa phương, hơn 5 tấn tôm của gia đình ông đã được bán kịp thời cho các cơ sở thu mua. Cái đầu ra con tôm thì trong vì cái COVID nên cái tuyến đường đi lại về để tiêu thụ xe cộ nó vào rất khó khăn, nhưng mà vừa rồi thì cũng có huyện và cũng như xã cũng có quan tâm, cũng tạo điều kiện cho gia đình cũng có là tiêu xe ngoài họ vô bắt được một ít, chúng trong trang trại thì được cũng trên 7 tấn, nhưng mà cũng thu được một số thì tính ra thì cũng được hơn 5 tấn rồi, còn nếu khoảng 1 tấn rưỡi dưới hồ nữa. Nên cũng rất cần cái sự quan tâm của trên để các cái chốt mà tạo điều kiện cho trang trại để có cái đầu ra cho nó dễ dàng hơn. Ngoài cái việc hỗ trợ của huyện và của tỉnh
là cái luồng xanh để tạo điều kiện cho xe vào thu mua của bà con nhân dân. Thì ở chúng tôi thì đang tổ chức một cái đội ngũ 16 vụ thanh niên tình nguyện làm công tác việc shipper cho bà con giữa người bán và người mua. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã thành lập tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19, thường xuyên cập nhật tình hình, giải quyết khó khăn vướng mắc trong sản xuất tiêu thụ nông sản, đồng thời thực hiện việc kết nối lưu thông tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi là hướng dẫn rất cụ thể cho các cái thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong cả thực hiện nghiêm phòng chống dịch, cụ thể là theo cái phương án đã được duyệt là số lượng người, rồi là thực hiện cái công tác phòng chống dịch là thực hiện 5K, rồi là khẩu trang khử khuẩn và thực hiện các cái biện pháp về phòng chống dịch. Và ban quản lý cảng cá thì cũng đã tạo điều kiện thì rồi là tối đa cho bà con trong cái công tác hoạt động tiêu thụ cũng như là bốc dỡ hàng hóa thủy sản trên cái cơ sở là thực hiện nghiêm thì quy định của ủy ban tỉnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc lưu thông qua cảng thuốc của các cơ sở sản xuất kinh doanh và thu mua nông sản nhỏ lẻ ở các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong bối cảnh Quảng Bình đang bước vào thời điểm của mưa bão. Do đó, các địa phương cần chủ động phương án để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. Đồng thời, phối hợp với tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tiếp nhận thông tin, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, nhằm không để tình trạng ách tắc, tồn đọng nông sản gây khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ. Thông điệp 5T, pháo đài chống dịch COVID-19. Ngày 1 tháng 9, Bộ Y tế đã ra thông điệp 5T, pháo đài chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Tuân thủ nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở đó. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. 2. Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà, đảm bảo an sinh xã hội tại nhà. Đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. 3. Thầy thuốc đến gần xa. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly. Điều trị F0 tại nhà. Cung cấp túi thuốc cho người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. 4. Test COVID tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng cam để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân từ xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. 5. Tiêm chủng tại phường xã. Tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động. Bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 13 tháng 9 năm 2021. Khu vực thị trấn Đồng Lê, trời nhiều mây có mưa, mưa rào, có lúc có mưa phùn.
mời của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành